Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphát Computer. Khung cảnh ngày hôm nay khác đúng không? Khác với mọi khi đúng không? Thì ngày hôm nay mình sẽ ra ngoài và quay cho anh một video giới thiệu về hai mẫu laptop này. Một bên là Acer Nitro 7, một bên là Helios. Mình đây sẽ không phải là một video so sánh, bởi vì rõ ràng nếu mình mang dòng Helios của Acer mà so sánh với Nitro, nó khác một trời một vực, bởi vì hai phân khúc hoàn toàn khác biệt nhau. Và vì thế mình sẽ giới thiệu cho anh em biết được điểm đặc biệt của hai mẫu laptop này để giúp anh em có thể lựa chọn laptop cho đúng nhu cầu hơn. Hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video này. Ở trong video này thì mình sẽ có một phần quà gửi đến cho anh em, còn cụ thể phần quà như nào thì anh em hãy để đến cuối video nhé. Ok, đầu tiên mình sẽ nói về dòng Nitro 7. Nitro 7 anh em hoàn toàn có thể gọi sự nâng cấp của Nitro 5. Nâng cấp ở đây về nâng cấp về phần thiết kế, phần cấu hình. Thiết kế thì vẫn giống Nitro 5 thôi, nhưng nó sẽ được cải tiến, anh em có thể thấy được ở mặt lưng. Cái tiếp theo đó là chất liệu được làm từ kim loại. Và khi chất liệu làm từ kim loại và được nâng cấp như vậy thì giá nó sẽ tiệm cận với Helios 300 mình đang có ở đây. Mình sẽ nói đến điểm tương đồng mà anh em dễ nhận thấy nhất, đó chính là phần cấu hình. Khi mà phiên bản Acer Nitro 7 và Helios 300 ở đây đều trang bị CPU Core i7-9750X 6x12 luồng, card họa là GTX 1660 Ti, 8GB RAM và 256GB SSD. Tiếp theo đó là một phần màn hình. Thông số màn hình sẽ giống nhau khi cả hai màn hình này đều là màn hình 5,6 inch. Phân giải là Full HD tấm nền IPS và có tần số quét là 144Hz. Tuy nhiên về khả năng hiển thị thì Helios 300 nó sẽ nhỉnh hơn một chút khi so với màn hình đến từ Acer Nitro 7. Nhưng mà chỉ nhỉnh hơn một chút thôi, nó không phải quá nhiều để anh em có thể bận tâm. Thì với màn hình của hai mẫu laptop này, anh em hoàn toàn có thể làm các công việc như chỉnh sửa ảnh ở mức cơ bản đến nâng cao, hoặc có thể làm để xem phim giải trí rất là tuyệt vời, bởi vì tần số quét cao mà IPS nữa nên chơi game và xem phim rất là tuyệt vời. Tiếp theo đó là về hệ thống tản nhiệt, thì mình sẽ show cho anh em thấy hệ thống tản nhiệt của hai mẫu laptop này. Anh em có thể dừng video lại để quan sát được một cách kỹ hơn. Thì mình sẽ nói qua một chút, thì với phiên bản Nitro 7 ở đây thì hệ thống tản nhiệt sẽ là 3 ống đồng, 2 ống dành cho CPU và 3 ống dành cho GPU, và hai quả tản nhiệt sẽ đặt ở cùng một bên. Thì anh em thấy thiết kế này rất là quen thuộc đúng không? Nó giống với Nitro 5, anh em không cần phải lo nghĩ kiểu CPU sẽ nóng khi sử dụng đâu. Hệ thống tản nhiệt này Acer đã tích hợp, ngoài phần cứng ra thì sẽ có thêm phần mềm tích hợp trong NitroSense. Anh em có thể kích hoạt chế độ Cool Boot lên giúp đẩy tốc độ quạt lên đến 6000 vòng một phút, thì khả năng tản nhiệt rất cao. Tuy nhiên anh em sẽ phải đánh đổi là phần độ ồn. Ồn thì không quá ồn đâu, nó giống như kiểu anh em bật máy sấy thôi mà. Còn đối với phiên bản Helios 300 mình đang có ở đây, hệ thống tản nhiệt được phân bố đều về hai bên với hai ống đồng dành cho CPU và hai ống đồng dành cho GPU. Thì anh em có thể nhìn thấy rõ ràng là hệ thống tản nhiệt của Helios 300 trông nó đã khác khi so với Nitro 7 rồi. Nó đã tốt hơn, bởi vì rõ ràng giá tiền cao hơn thì hệ thống này nó cũng được đầu tư hơn. Cùng với đó là hệ thống cánh quạt Aeroblade 3D thế hệ mới, với cánh quạt là bằng thép giúp đẩy luồng gió cao hơn 45% khi so với cánh quạt thông thường, nên chắc chắn Helios 300 sẽ có khả năng tản nhiệt tốt hơn khi so với Nitro 7. Ok, đây là những cái mà sâu trong phần cấu hình. Vậy còn trải nghiệm khi sử dụng ra sao? Trải nghiệm đầu tiên đó là về phần bàn phím. Bàn phím của Nitro 7, thật ra mình không phải nói riêng đâu, mà tất cả các dòng bàn phím đến từ các laptop gaming của Acer đều làm rất tốt. Phím có độ nảy tốt này, hành trình phím sâu, anh em hoàn toàn có thể làm công việc như gõ văn bản hay chơi game đều rất tuyệt vời. Thì mình sẽ nói kỹ hơn một chút. Với phiên bản Nitro 7 thì bàn phím anh em nhìn thấy với tông màu chủ đạo là màu đỏ đen, bàn phím cũng màu đỏ như vậy thôi. Thì các phím như WASD và phím di chuyển đều được làm nổi bật với các em chơi game. Còn đối với bàn phím của phiên bản Helios 300 sẽ làm tinh tế hơn. Sau đây là bàn phím tích hợp LED RGB, anh em có thể thay đổi. Nhưng đây là RGB theo vùng, không phải là per key. Nhưng mà hoàn toàn kể sử dụng rất là thoải mái rồi. Không phải tích hợp kiểu từng bàn phím một mà cả từng cụm, vậy cho nhanh cũng được, đúng không? Một điểm đáng khen nữa trên hai mẫu laptop này, mặc dù đây chỉ là một dòng laptop gaming thôi, chắc bác trên các laptop gaming các hãng sẽ thường bỏ qua luôn, nhưng đối với laptop của Acer thì mình cảm thấy hoàn toàn khác. Hãng đã chú trọng rất nhiều phần trackpad để cho khả năng sử dụng, khả năng tracking tuyệt vời, khả năng zoom mượt mà. Với một người hay ra mồ hôi tay như mình thì cảm giác sử dụng rất là tốt. Khả năng nâng cấp của hai mẫu laptop này ra sao, anh em có thể nhìn thấy ở ngay vừa rồi mình đã show lại màn hình cho anh em nhìn thấy về khả năng nâng cấp. Ở đây Acer sẽ hỗ trợ tối đa là nâng cấp thêm một cái SSD tối đa là 2TB và hai khe SSD M2 nữa. Anh em hoàn toàn có thể thiết lập ở chế độ RAID 0 để tăng tốc độ cho SSD, để cảm giác sử dụng trải nghiệm sẽ cao hơn rất nhiều khi so với một SSD thông thường. Ngoài ra khả năng kết nối của hai mẫu laptop đều rất tốt, bởi vì đây là các laptop gaming nên sự đầy đủ về các cổng kết nối là điều đương nhiên. Có trang bị đầy đủ các cổng từ USB Type-A, Type-C, HDMI và cổng mạng USB Type-C. Jack audio thì jack audio combo để được gọn hơn. Cùng với đó là cổng mạng LAN. Với Acer Nitro 7 sẽ là cổng mạng LAN Killer
cổng Anlan Kino này có tác dụng gì, anh em hoàn toàn có thể điều chỉnh được băng thông của mạng. Ví dụ anh em đang chơi game đúng không, thì dồn toàn bộ băng thông cho chơi game. Hoặc anh em đang cần tải phim thì dồn toàn bộ băng thông tải phim, anh em hoàn toàn có thể sử dụng được. Còn với Helios 300, đó là công nghệ LAN Kino Double Shot. Công nghệ này là sao? Anh em có thể hoạt động song song cả Wi-Fi lẫn mạng LAN để đảm bảo cho tốc độ đường truyền ở mức độ cao nhất, giúp trải nghiệm chơi game ở mức tuyệt vời. Một điểm đặc biệt nữa về chế độ bảo hành của laptop Acer Predator, đó là 3 ngày đổi ngay máy mới. Tất cả các sản phẩm gaming Acer được cam kết bảo hành 3S1 trong vòng 3 ngày, bao gồm cả thứ Bảy và Chủ nhật. Acer cam kết đổi sản phẩm mới cùng loại hoặc tương đương một đổi một cho các trường hợp không hoàn thành bảo hành trong vòng 3 ngày. Cả hai mẫu laptop đến từ Acer là Litho 7 và Helios 300 đều được tích hợp các công nghệ mới nhất, tân tiến nhất của Acer dành cho các sản phẩm laptop. Đây đều là hai sản phẩm đáng lựa chọn nhất trong tầm giá mà mình thấy. Thì anh em thấy sao về hai mẫu laptop này? Có xứng đáng để anh em lựa chọn không? Và nếu như anh em đang sử dụng các mẫu laptop đến từ Acer thì đừng quên để lại ý kiến ở mục bình luận của video. Anh em nhớ bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Anfat Computer để không bỏ lỡ những video clip của chúng mình nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Ở trong video ngày hôm nay, chúng mình sẽ giveaway cho anh em một con chuột Predator Center 300. Và câu hỏi của chương trình lần này: điểm đặc biệt của quạt tản nhiệt Helios 300 Aeroblade 3D là gì? A. Công nghệ quạt độc quyền. B. Cánh quạt thép duy nhất. C. Tản nhiệt tốt hơn 45%. Và D là tất cả những điểm trên. Để tham gia chương trình thì bước 1, anh em hãy like video, subscribe kênh YouTube của Anfat Computer và share video này dưới dạng công khai ở trên Facebook. Bước 2, hãy chọn đáp án và 3 con số may mắn kèm link Facebook đã share video này ở dưới mục bình luận. Chúng mình sẽ dựa vào 3 số cuối của giải đặc biệt kết quả sổ số miền Bắc ngày 23 tháng 2, 2020 để làm kết quả. Bước 3, hãy chờ đợi một video livestream của mình để tìm ra người trúng giải. Sẽ có một số lưu ý nhỏ dành cho anh em khi tham gia chương trình giveaway. Khi chia sẻ video này, anh em phải để ở chế độ công khai ở trên Facebook và mỗi người chỉ được chọn số một lần, duy nhất và không được chỉnh sửa, và chỉ tính những bình luận ở trên YouTube ngay bên dưới video này. Và hạn bình luận sẽ là 16 giờ chiều ngày 23 tháng 2, 2020. Sau khoảng thời gian đó thì mọi bình luận sẽ được tính là không hợp lệ. Nếu như không có bạn nào trùng với 3 số cuối của kết quả sổ số miền Bắc thì mình sẽ lấy kết quả gần nhất và ưu tiên bạn bình luận sớm hơn.